buổi sáng chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 9. Nhóm CEO Dinner sẽ chạy ở Sala. Một vòng là mình sẽ 2.2 km. Trung bình thì mình sẽ chạy từ 4 cho đến 5 vòng. Và hôm nay là nhóm CEO Dinner sẽ tập trung lại việc chạy để lì xì cho nhau đầu năm. Chúc nhóm CLN ngày càng phát triển. Chúc bạn Hiếu và mọi người dồi dào sức khỏe. Con trâu vàng, trâu là khỏe, vàng là tiền, khỏe là có tiền. Xin cảm ơn mọi người. Đang chạy vòng vòng kiếm anh em đây. Ủa sao vậy ta, mấy anh em đâu vậy ta? Đi vòng vòng kiếm anh em đây. Quay mấy cái cảnh bông này đẹp lắm. Bông đẹp lắm. Bên kia cái bông lạ. Định leo núi hả? Chúa Trang đó. Ờ vậy hả? Anh thấy sao? Ok. Lát mình hỏi nó coi. Hết nhiều. Anh hết rồi nè vậy. Thắng đưa điện vòng đây. Giỏi quá. 2021 nè. Dạ. Chạy tám số bay tám. Ghê vậy. Trời. Bữa nay mùng 9 chạy 9 giờ. 9 giờ 9 cây số. Là chạy bình thường mà bay 9 nó mới chết. Thôi chạy bay 9 là lúc 9 giờ sáng cho. Hai bảy giờ rồi hôm qua sao mà mình hỏi có ai dám mùng 9 chạy 9 giờ mà bay 9 thôi. Chắc con Đức. Chắc con biết tên Đức. Wow. Trăm mấy chục cây luôn. Dạ. Mà anh ơi, cờ anh đạp cái xe cà tàng nhất hồi xưa. Trời ơi. Anh kể. Sao đạp máy vậy? Anh đạp cái xe cà tàng mà đến nguyên cái đoạn đó. Nhìn cái xe anh nói, Michael, cái xe này đạp lên nó còn rộng ra. Cái xe mà 17 năm trước á anh. Ồ. Trời ơi. Dạ. Vậy á mà anh chơi mấy anh xe xe Velo rồi dữ dằn. Trời ơi. Biết kìa. Ngày mai hả? Có cần xe xịn, chỉ cần động lực có cơ xịn thôi. Cơ xịn. Mình có động cơ trong người mình xịn thôi. Chạy luôn đi. Dạ. Đừng có nói anh Linh hôm nay nó bị chiếc giường ma thập nó quyến rũ rồi. Thank you.
Nhìn nào, nhìn rồi, luôn đi. Một, hai, ba, rồi, ok. Bạn mắt thấy đã rồi đó. Okay. Sáng rồi đó. Yeah. Chúc mừng năm mới. Thôi điều gì? Dạ, em cảm ơn Hiếu, em cảm ơn Hiếu. Đang không có. Nên gì? Cần tiền lương. Lương. Dạ. Đang tiền. À, em có thị hớn. Thị hớn à. Rồi hôm nay là bằng mọi cách tôi phải ra Sala. Chị Đức Hiếu, trời ơi. Dạ, cảm ơn Hiếu. Lọc lá nhiều quá. Đám ơi, chị em coi nhỏ mừng Tết con trâu, chạy đâu thắng đó.